Các vua nhất chương 15 Năm thứ 18, đời vua Jeroboam, con trai Bác, thì Abiyam lên ngôi làm vua Juda Người trị vì ba năm ở Jerusalem, mẹ người tên là Maaka, con gái của Abishalom. Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người, và lòng người không trọn lành với Jehovah Đức Chúa Trời người như thể lòng David tổ phụ người. Nhưng vì có David, giê Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem, lập con trai người làm kẻ kế vị người và khiến cho Jerusalem còn hồi. Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va si và ngồi việc Uri người Hê-tít trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức giê si va đã truyền cho. Và Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau trọn đời mình các công việc khác của Abiyam, mọi việc người làm, đều chép trong sách sự ký của các vua Juda. Abiyam và Jeroboam cũng đánh giặc nhau. Abiyam ăn giấc với tổ phụ mình và người ta chôn người tại trong thành David. Asa, con trai người, kế vị người. Năm thứ 20, đời vua Jeroboam là vua Israel, thì Asa lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội người tên là Maaka, con gái của Abisalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y như David tổ phụ người đã làm. Người đuổi bậm vĩ gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Lại người cũng cắt chức thái hậu khỏi Maaka bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng ác tặc tê. Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong trũng Sê-rô. Xong người không trừ bỏ các nơi cao, do vậy, đối với Đức giê va lòng Asa là trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức giê va những vật thánh của cha người, và những vật mà chính người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Asa, vua Judah và ba Esa, vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Bài xa vua Israel đi lên đánh Judah, xây đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa, vua Judah không ra vào nơi Asa, vua Judah được. Khi ấy, Asa bèn lấy hết những bạc và vàng còn lại trong kho của đền Đức giê va và trong kho nơi cung của vua giao cho đầy tớ mình. Đoạn sai họ đến bên Hadad con trai Tabrinon, cháu Hesion, vua Syri ở Đa và nói rằng Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như cha của ông và cha ta đã làm. Kìa ta sai đem lễ vật bằng bạc và vàng. Hãy đi phá lời giao ước của ông với ba Esa, vua Israel, để hắn gian xa ta. nghe lời vua Asa, bèn sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel chiếm lấy Ion Dan, A ben Ma và cả xứ Kinehrop với xứ Nephtali. Esa hay được điều đó liền thôi xây đắp đồn Rama mà rút về ở tại tiệc xa. Vua Asa bằng nhóm hết thẻ người Judah không trừ một ai, chúng đem đi những đá và gỗ mà ba Esa đã dùng xây đắp đồn Rama. Vua Asa dùng đồ ấy tặng xây cắt ghe ba trong xứ benjamin và mít ba các công việc khác của asa quyền thế của người mọi việc người làm và các thành người xây cắt đều đã chép trong sự ký của các vua judah khi người đã già rồi thì đau chăng asa an giấc cùng tổ phụ người và được chôn với họ trong thành david tổ tiên người yosafat con trai người kế vị người năm thứ hai đời asa Vua Judah, Nadab, con trai Jeroboam, lên ngôi làm vua Israel và trị vì cho Israel hai năm. Người làm điều ác trước mặt Đức giê va đi theo đường của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel càng phạm nữa. Ba Esa, con trai Ahijah, về nhà Isaka, làm phản người trong lúc Nadab và cả Israel vay Gibeo thụ vốn thuộc về dân Philippines, thì ba giết người tại đó. Ấy là nhằm năm thứ ba đời Asa, vua Judah mà ba giết giết Nadab và trị vì thế cho người. Vừa khi người lên ngôi làm vua, thì giết hết thải người thuộc về nhà Jeroboam, không để sót một ai. Đến đổi đã diệt hết trong nhà Jeroboam, theo như lời Đức giê va đã cậy miệng Ahijah kẻ tôi tới ngài ở Silo mà phán ra ấy việc các tội lỗi của Jeroboam đã phạm làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Zeva Đức Chúa Trời của Israel. Các công sự khác của Nadab, mọi việc người làm đều đã chép trong sự ký của các vua Israel và Asa vua Juda và Ba Esa vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Năm thứ ba đời Asa vua Juda thì ba Esa con trai Ahia nên làm vua Cái Israel người ở tại tiệc Sa và cai trị 24 năm người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va đi theo đường của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm làm cho Israel cũng phạm tội